Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 3 của trang web olm.vn dựa theo bộ sách trên trời sáng tạo. Trong bài ngày hôm nay, cô Huyền sẽ giới thiệu tới các con về bài toán giải bằng hai bước tính. Trước tiên, chúng mình cùng nhắc lại các bước giải toán. Cô có các thể từ như thế này. Chúng mình hãy sắp xếp các thể từ để tạo đúng các bước giải toán hoàn toàn chính xác. Ta có. Bước đầu tiên cần phải tìm hiểu bài toán. Sau đó, ta sẽ tìm cách giải. Sau khi tìm được cách giải rồi thì chúng mình sẽ trình bày bài giải một cách đầy đủ và cuối cùng kiểm tra các bước giải để xem có sai sót ở đâu không. Các con đã biết cách giải bài toán với một phép tính rồi. Ngay bây giờ, cô trò mình cùng đến với các bài toán giải bằng hai bước tính. Cô có bài toán như sau. Tổ 1 trồng được 8 cây, tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 là 4 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây? Chúng mình đọc lại bài toán một lần nữa để xem bài toán cho gì và yêu cầu gì. Ở đây ta thấy rằng tổ 1 trồng được 8 cây. Ta ký hiệu bằng đoạn thẳng từ đây tới đây. Tiếp theo, tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 là 4 cây hỏi rằng cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây ở đây chúng mình cần trả lời các câu hỏi sau để tìm hiểu bài toán bài toán đang hỏi điều gì đúng rồi bài toán hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây tổ một trồng được bao nhiêu cây chính xác tổ một trồng được tám cây vậy chúng ta tìm số cây của tổ hai như thế nào đúng rồi để bài cho là tổ hai trồng được nhiều hơn tổ một là bốn cây vậy thì số cây của tổ hai sẽ bằng số cây của tổ một thêm bốn sau khi tìm được số cây của tổ hai rồi thì ta tìm số cây của cả hai tổ thế nào chính xác chúng ta sẽ gộp số cây của cả hai tổ lại thì được số cây của cả hai tổ đó chính là các bước để các con tìm cách giải Dựa vào đây, chúng mình sẽ đưa ra được bài giải như sau. Câu trả lời đầu tiên là số cây tổ 2 trồng được là ta sẽ sử dụng phép tính gì? À đúng rồi, ta có phép tính là 8 cộng 4 bằng 12 cây. Sau đó sẽ tới câu trả lời nào? Đúng rồi, sau đó ta có số cây cả hai tổ trồng được là ta lấy 8 cộng 12 bằng 20 cây và đáp số là 20 cây. Quan sát bài giải này, chúng ta thấy ta đã sử dụng hai bước tính. Bước đầu tiên là tính số cây tổ 2 trồng được, bước thứ hai ta tính số cây của cả hai tổ trồng được. Như vậy, đây chính là một ví dụ về việc giải bài toán bằng hai bước tính. Sau khi đã trình bày bài giải được rồi thì các con sẽ tới bước cuối cùng đó là kiểm tra. Tổ 1 trồng được 8 cây, tổ 2 trồng được 20 cây. Vậy có đúng là tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 là 4 cây không? Chúng ta sẽ kiểm tra bằng các phép tính. Tổ 1 trồng được 8 cây, cả hai tổ trồng được 20 cây. Vậy thì tổ 2 sẽ trồng được là 12 cây. Chúng ta có phép trừ như thế này. Sau đó lấy số cây của tổ 2 là 12 trừ đi số cây của tổ 1 là 8. Ta thấy kết quả đúng bằng 4. Như vậy ta đã giải đúng và có kết quả chính xác. Như vậy, thông qua bài toán trên, các con đã biết cách giải bài toán bằng hai bước tính rồi. Ngay bây giờ, cô trò mình cùng thực hành. Các con hãy hoàn thành tóm tắt sau đây và bài giải. Để bài như sau, Tuấn cắt được 14 lá cờ, Thu cắt được ít hơn Tuấn 5 lá cờ. Hỏi cả hai bạn cắt được bao nhiêu lá cờ? Ở phía dưới là tóm tắt. Chúng mình quan sát, cô gợi ý như sau. Đầu tiên là ký hiệu đoạn thẳng dài hơn, tức là số lá cờ nhiều hơn. Ta nhìn thấy ngay ở đây, người có số lá cờ nhiều hơn là Tuấn. Vậy thì đây sẽ là Tuấn và đây là Thu. Tiếp theo, Tuấn cắt được bao nhiêu lá cờ? Thu cắt được ít hơn Tuấn bao nhiêu lá cờ? Và hỏi cả hai bạn cắt được bao nhiêu lá cờ? Vậy chúng ta sẽ niên ở đây là 14 lá cờ. Ở đây sẽ là 5 lá cờ. Và ở đây là hỏi chấm lá cờ. Như vậy các con đã tóm tắt được rồi. Ở đây để bài hỏi là cả hai bạn cắt được bao nhiêu lá cờ? Ta biết được Tuấn cắt 14 lá cờ, vậy thì chúng mình phải tìm được số lá cờ của Thu. Sau đó thì gộp hai số lá cờ lại. Vậy các con đưa ra lời giải như thế nào? Hoàn toàn chính xác. Chúng ta có số lá cờ mà Thu cắt được là 14 trừ đi 5 bằng 9 lá cờ. Sau đó ta tính số lá cờ cả hai bạn cắt được là ta lấy 14 cộng 9 bằng 23 lá cờ, đáp số 23 lá cờ. Như vậy ta cũng cần hai bước tính để giải bài toán này. Bước đầu tiên là tìm số lá cờ của Thu và bước thứ hai là cộng số lá cờ của cả hai bạn.